và các bạn, em xin trình bày tiếp phần thuyết trình của nhóm 13. 1. Sự ủy nhiệm của đại lý tàu biển. Nội dung ủy nhiệm thư gồm có cơ quan bổ nhiệm làm đại lý, tên và địa chỉ của giám đốc đại lý vận chuyển, chi tiết về con tàu và cam kết. 2. Quyền và nghĩa vụ của đại lý tàu biển. Tư vấn giúp chủ tàu những tác nghiệp tối ưu, giảm chi phí cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nghiệp cho các tàu hàng rời, hàng bách hóa. Thông báo về tình trạng luồng lách, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí. Thu xếp các thủ tục của tàu ra vào cảng, hoa tiêu hoặc dỡ hàng. Thu xếp dịch vụ cung cấp nước ngọt, phụ tùng vật tư, hải đồ và ấn phẩm hàng hải. Thu xếp hộ chiếu thị trực, nghiệp vụ y tế, thay đổi hồi hương thuyền viên. Cuối cùng là giải quyết các tranh chấp hàng hải, cứu hộ hàng hải.